những câu chuyện được nói ra được sẻ chia, được cảm thông trong gia đình. Những câu chuyện không dám nói ra, không dám sẻ chia, không được cảm thông ngay chính trong gia đình mình. Ôi bao trăn trở trong tim tôi, bao khắc khoải giữa gia đình.
cảm thông trong gia đình, những câu chuyện không dám nói ra, không dám sẻ chia, không được cảm thông ngay chính trong gia đình mình. Ôi bao chân chứa trong tim tôi bao khắc khoải giữa gia đình, nơi tôi cần nhất, nơi tôi trở về, nơi tôi cần được bình an qua sóng gió thế gian. Tôi khắc khoải, tôi khắc khoải, làm sao cho gia đình sẻ chia, không được cảm thông ngay chính trong gia đình mình. Ôi bao chân chứa trong tim tôi bao khắc khoải giữa gia đình, nơi tôi cần nhất, nơi tôi trở về, nơi tôi cần được bình an qua sóng gió thế gian. Tôi khắc khoải, tôi khắc khoải, sao cho gia đình tôi, cho tôi được sự bình an, hạnh phúc thành thơi. Và phần đã đến, cho gia đình tôi được cảm thông, được bình an, hạnh phúc và vui tươi. Lẽ sống nhân quả cho chúng ta gia đình hạnh phúc, lẽ sống nhân quả cho ta chân chứa trong tim tôi bao khắc khoải giữa gia đình, nơi tôi cần nhất, nơi tôi trở về, nơi tôi cần được bình an qua sóng gió thế gian. Tôi khắc khoải, tôi khắc khoải, làm sao cho gia đình thank you.
những câu chuyện được nói ra như sẻ chia được cảm thông trong gia đình, những câu chuyện không dám nói ra, không dám sẻ chia, không được cảm thông ngay chính trong gia đình mình. Ôi bao trăn trở trong tim tôi, bao khắc khoải giữa gia đình.